Quý vị thân mến, nếu bạn đang sống chung với bệnh tiểu đường hoặc đã được chẩn đoán mắc bệnh tiền tiểu đường, bạn sẽ phải biết tầm quan trọng của việc điều chỉnh lượng đường trong máu của cơ thể. Có nhiều yếu tố trong việc quản lý lượng đường trong máu, chẳng hạn như tập thể dục thường xuyên và tập cho mình một chế độ ăn uống lành mạnh. Nhưng đôi khi chỉ cố gắng ăn uống lành mạnh cũng có thể là một thách thức nếu chúng ta không chắc nên ăn những loại thực phẩm nào hàng ngày, chẳng hạn như giữa các loại trái cây. Có lẽ chúng ta sẽ có không ít thắc mắc đâu là loại trái cây tốt nhất giúp kiểm soát lượng đường trong máu. Theo Justin Chan, một chuyên gia dinh dưỡng, thì loại trái cây tốt nhất mà chúng ta nên ăn để kiểm soát lượng đường trong máu là quả diệt quất. Một trong những điểm đánh dấu của một loại thực phẩm thân thiện với bệnh tiểu đường là chỉ số đường huyết. Chỉ số này được tính số điểm từ 1 đến 100, cho biết mức độ mà một loại thực phẩm có thể khiến lượng đường trong máu tăng đột biến. Thực phẩm được coi là có chỉ số đường huyết thấp nếu nó đạt từ 1 đến 55, và nó được coi là cao nếu trên 70. Quả diệt quốc cũng có chỉ số đường huyết thấp với số điểm là 53. Điều này có nghĩa là chúng sẽ chỉ khiến lượng đường trong máu của bạn tăng chậm.